Tiếp tục câu chuyện phân bón mà chúng tôi đã đề cập trong các chương trình thời sự gần đây. Trong khi những người nông dân khốn khổ vì tiền mất tật mang khi mua phải phân bón dởm, thì công ty sản xuất phân bón lại ung dung sản xuất phân bón bằng cách pha chế hoặc là dán đủ loại nhãn mác và thu tiền ào ào từ người nông dân thấp cổ bé họng. Công nghệ sản xuất phân bón lạc hậu, sử dụng quốc xẻng nhào trộn đang bị các nhà sản xuất quảng cáo vống lên thành hiện đại, tiên tiến, ngoại nhập. Đây là những hình ảnh được quảng bá trên trang web của công ty phân bón Ba Miền. Còn đây là những hình ảnh tại một trong những xưởng sản xuất của doanh nghiệp. Suốt nhiều năm qua, hàng trăm tấn phân bón được sản xuất bằng công nghệ quốc xẻng đã được đưa đi tiêu thụ dưới nhiều thương hiệu khác nhau. Cho giá thành bán thấp xuống, mà muốn rằng giá thấp xuống trong đó nguyên động đầu vào giống nhau, chả có lý gì tự nhiên bán thấp hơn người ta, chỉ có hàng kém chất lượng thôi. Không phải cái phân giả, phân kém chất lượng là từ cái máy trộn bê tông của mấy đại lý đâu. Doanh nghiệp rất lớn, có những doanh nghiệp đầu tư hàng trăm tỷ vẫn cứ làm hàng giá, hàng giả. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, hơn một năm qua, cơ quan này đã phát hiện có 800 cơ sở sản xuất phân bón bằng công nghệ thô sơ, hay còn gọi là công nghệ quốc xẻng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua kiểm tra 56 cơ sở thì có 20 cơ sở không có giấy phép hoạt động. Hầu hết các sản phẩm phân bón của những cơ sở này chỉ có 10% là chất chính, còn lại 90% là đất đá. Theo quy định, nếu hàm lượng chất chính công bố trong sản phẩm phân bón dưới 70% thì đó là giả. Thế nhưng từ trước đến nay, chưa có đối tượng nào bị xử lý hình sự. Phát hiện những kẻ làm phân giả mà phạt hành chính thì nó làm tan nát ngành phân bón. Và nó làm cho các nghị định gì cũng không có hiệu lực hết, vì nó phá hoại các nghị định. Mà nếu cái hiện tượng thuộc bảo kê lợi ích nhóm này thì không có nghị định nào chống được phân giả hết. Nghị định 202 năm 2013 của Chính phủ quy định tất cả các công ty phân bón vô cơ muốn hoạt động được phải có mặt bằng, nhà xưởng, nhân lực, kỹ thuật, kho tàng, phòng phân tích, kiểm tra chất lượng, thể hiện qua giấy phép sản xuất. Quy định này tưởng như sẽ tiêu diệt được phân bón quốc sản. Thế nhưng không hiểu sao, đến tháng 9 năm 2014, Cục Hóa chất Bộ Công Thương lại cấp phép không giới hạn cho các công ty thuê gia công, các công ty được cấp phép, khiến thị trường rối loạn trở lại. Khi mà mình sản xuất phân bón thật ấy, thì mình đã nghiên cứu, và cái đó là cái đầu tư chất xám. Mình nghiên cứu, mình thử nghiệm. Còn khi mà sản xuất phân giả thì họ dựa theo cái uy tín của mình tạo dựng rồi, họ sản xuất, họ không phải tốn bất cứ một cái chi phí nào mà sản xuất thì sơ sài. Cái hậu quả của việc này không xử lý, không xử lý nghiêm, trước hết là người nông dân thiệt thòi. Cái thứ hai là hệ thống pháp luật của mình không ra gì. Có nghị định, có luật pháp rồi nhưng mà cái người thi hành không đúng. Trong lúc các cơ quan chức năng còn đang tranh luận tìm cách xử lý phân bón giả, thì mỗi ngày người nông dân này phải đi mua cả tấn phân bón cho vườn cây của mình. Và trong ma trận phân bón quốc xẻng như hiện nay, thật khó để họ nhận biết đâu thật, đâu giả.